Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ lên án, kêu gọi đối thoại. Vị Thủ tướng đạp xe đi làm của Hà Lan bị dọa bắt cóc. Hàng chục cảnh sát tiểu bang Massachusetts từ chức vì lệnh tiêm chủng bắt buộc. Quan chức Nhật kêu gọi Mỹ-Nhật hợp tác đối phó công nghệ Trung Quốc. Trung Quốc, Canada đấu cầu tại Liên Hợp Quốc. Cắt điện gây sự cố lớn hai ba người trong công ty ở Lưu Ninh bị ngộ độc khí. Hoa Xuân Oánh tiết lộ, ông Tập đã đích thân can thiệp vào vụ Mạnh Vãn Châu. Quý vị và các bạn đang theo dõi mục tin thế giới tối ngày 28 tháng 9 của DKN TV. Và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Ngày 28 tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Trước đó cùng ngày, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. Tuyên bố nêu rõ vụ phóng này của Triều Tiên vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và gây ra mối đe dọa đối với các nước láng giềng của Triều Tiên và cộng đồng quốc tế. Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ vẫn cam kết một cách tiếp cận ngoại giao với Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tham gia đối thoại. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng vụ phóng mới nhất của Triều Tiên không gây ra mối đe dọa trực tiếp nào đối với người dân và lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh của Mỹ. Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên đã phóng ít nhất một vật thể bay ra biển Nhật Bản. Chưa có thông tin chi tiết về số lượng, chủng loại vật thể bay đã được phóng cũng như điểm phóng. Tuy nhiên, Hàn Quốc cho rằng đây là vụ phóng tên lửa tầm ngắn mới nhất của Triều Tiên. Trong khi đó, Nhật Bản nhận định Triều Tiên dường như đã thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản. Thủ tướng Maruta có thể sẽ phải bỏ thói quen đi làm bằng xe đạp sau khi một băng đảng xã hội đen làm lè bắt cóc ông. Thông tin này được một nguồn tin chính phủ Hà Lan giấu tên xác nhận với tờ The Telegraph. Trước đó, tờ này cho biết có nhiều tín hiệu cho thấy ông Rutter có thể là mục tiêu của cuộc tấn công hoặc bắt cóc. Tờ báo chỉ ra những người khả nghi có liên hệ với băng đảng Mafia Mokoro xuất hiện gần nhà lãnh đạo Hà Lan ở nhiều thời điểm và các địa điểm khác nhau. Những kẻ này đã làng vảng gần Peter Devery, một nhà báo nổi tiếng chuyên điều tra ma túy. Vào tháng 7 vừa qua, ông đã bị bắn chết ngay giữa ban ngày. Khi được hỏi về việc bị đe dọa bắt cóc, Thủ tướng Rutter không xác nhận nhưng ông cũng chẳng phủ nhận. Ông nói, vấn đề an ninh và bảo vệ là những chuyện không bao giờ thảo luận trước công chúng. Mặc dù bạo lực súng đạn ở Hà Lan rất hiếm, những vụ giết người và bạo lực liên quan đến buôn bán ma túy đã trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Theo hãng tin Reuters, nguyên nhân là do các băng đảng tranh giành ảnh hưởng. Thủ tướng Rutter đã tuyên bố sẽ chấn áp tội phạm ma túy và mở đợt truy quét tội phạm của tổ chức sau vụ giết hại nhà báo Peter. Song cũng giống như lần đầu tiên nhậm chức cách đây gần 11 năm, ông Rutter vẫn yêu cầu hạn chế tối đa mức độ bảo vệ bản thân. Người ta thường thấy nhà lãnh đạo Hà Lan đạp xe từ nhà đến các tòa nhà chính phủ ở thành phố Hague, kể cả khi đi gặp nhà vua và các nguyên thủ các nước khác. Ông thường được những người qua đường chú ý và tiếp cận với hy vọng có thể chụp selfie hoặc trò chuyện cùng Thủ tướng. Tờ The Telegraph đưa tin, các sĩ quan cảnh sát được đào tạo đặc biệt từ Cơ quan An ninh Ngoại giao và Hoàng gia Hà Lan đã được giao nhiệm vụ bảo vệ ông Rutter bằng các biện pháp hữu hình và vô hình. Công đoàn Cảnh sát Massachusetts hôm thứ Hai 27 tháng 9 cho biết, hàng chục cảnh sát ở tiểu bang đã từ chức sau khi lệnh tiêm chủng bắt buộc của tiểu bang sắp sửa có hiệu lực. Trước đó, Thống đốc bang Massachusetts Charlie Baker đã ký một lệnh hành pháp vào tháng 8, yêu cầu gần 45.000 nhân viên và nhà thầu chi nhánh hành pháp phải tiêm vaccine COVID trước ngày 17 tháng 10. Đây là một điều kiện để họ giữ được công việc của mình. Tuần trước, Hiệp hội Cảnh sát bang Massachusetts đã đệ đơn lên tòa án để tìm cách trì hoãn thời hạn cuối của lệnh tiêm vaccine bắt buộc này. Tuy nhiên, đơn kiến nghị này đã bị một thẩm phán tòa thượng thẩm bác bỏ. Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát Massachusetts Michael Chauvin cho biết, Hàng chục quân nhân nhà nước đã nộp đơn từ chức xuất phát từ chính sách tiêm chủng bắt buộc này. Các quân nhân chọn cách quay trở lại sở cảnh sát thành phố của họ, nơi họ không bị buộc tiêm chủng mà có thể sử dụng các biện pháp phòng chống Covid khác như đeo khẩu trang hoặc xét nghiệm thường xuyên. Ông cho Vân nói thêm rằng, ông thất vọng với phán quyết của thẩm phán, nhưng cho biết công đoàn tôn trọng quyết định này. Khi biến thể Delta của Covid-19 đang tiếp tục lây lan, các bang và công ty tư nhân trên khắp Hoa Kỳ đang nỗ lực để tăng số lượng người tiêm chủng. Chính quyền của Tổng thống Biden đã ban hành lệnh bắt buộc tiêm chủng trong tháng này. Yêu cầu các công ty có hơn 100 công nhân ở Hoa Kỳ phải cho nhân viên chủng ngừa COVID đầy đủ hoặc xét nghiệm hàng tuần. Ông cũng ký một lệnh hành pháp khác yêu cầu tất cả các nhân viên và các nhà thầu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ phải được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, theo một báo cáo của Bolton CBS, các luật sư của Nghiệp đoàn Cảnh sát cho biết khoảng 20% cảnh sát tiểu bang chưa tiêm phòng COVID. Thưa quý vị, một quan chức quốc phòng Nhật Bản phát biểu ngày 27 tháng 9 rằng, các nước như Mỹ và Nhật Bản có nguy cơ mất lợi thế công nghiệp quân sự trước Trung Quốc. Vì thế, nên tăng cường hợp tác để giữ được vị thế vượt trội. Cảnh báo được ông Suzuki Asuo, quan chức của cơ quan giám sát nghiên cứu và phát triển quân sự của Nhật Bản, đưa ra sau khi Washington thành lập liên minh an ninh AUKUS với Anh và Úc nhằm đối phó với sự hiện diện quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. AUKUS tập trung vào những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng như trí tuệ nhân tạo, công nghệ lượng tử, an ninh mạng và năng lực dưới nước. Ông Suzuki cho biết, Tokyo cũng quan tâm đến những lĩnh vực này, ông nói: "Trung Quốc trở thành một cường quốc công nghệ sẽ khiến các quốc gia như Nhật Bản và Mỹ đối mặt với nguy cơ mất vị trí vật trội về công nghệ. Khi Nhật Bản đang đối mặt với môi trường an ninh xấu đi, ông Suzuki kêu gọi Mỹ và Nhật Bản đầu tư nhiều hơn vào nghiên cứu và phát triển, triển khai các sáng kiến chung" để củng cố các chuỗi cung ứng quốc phòng và thúc đẩy hợp tác để cùng phát triển công nghệ quân sự mới. Các nhà thầu quân sự Mỹ và Nhật Bản vẫn đang hợp tác để chế tạo vũ khí hiện đại, như phiên bản mới nhất của RIM-161, hệ thống tên lửa đất đối không do hãng Raytheon Induction ở Mitsubishi cùng chế tạo, ông Suzuki nói. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp nối thành công này để tìm ra dự án hợp tác tham vọng tiếp theo. Quan chức này đề xuất khai triển một sáng kiến chung để Mỹ và Nhật Bản tìm ra các điểm yếu trong chuỗi cung ứng quốc phòng và chia sẻ thông tin để bù đắp cho thiếu sót của nhau. Ông cho rằng nếu sáng kiến này thành công, Mỹ và Nhật Bản nên tính chuyện mở rộng thỏa thuận để mời các quốc gia cùng chung tư tưởng tham gia. Trong khi làm sâu sắc hợp tác quân sự với Mỹ, Nhật Bản cũng đầu tư nhiều nguồn lực hơn trong ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Trong năm tài khóa tiếp theo, chính phủ Nhật đề xuất chi 320 tỷ Yên, tương đương khoảng 2,9 tỷ USD, cho nghiên cứu và phát triển quốc phòng. Ông Suzuki nói rằng khoản đầu tư đó sẽ được chi vào các lĩnh vực giúp thay đổi cuộc chơi như không gian vũ trụ, không gian mạng, công nghệ liên quan đến điện tử, AI, hệ thống vi sóng cường độ cao và các loại vũ khí sử dụng công nghệ laser. Trong ngày làm việc cuối cùng, kỳ họp thường niên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York hôm 27 tháng 9, Ngoại trưởng Canada Mark Gano, nói rằng hai công dân Canada bị chính phủ Trung Quốc bắt giam là để trả đũa việc giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vạn Châu, bị Ottawa bắt theo yêu cầu của Mỹ. Ông nói Canada tuân thủ thượng tôn pháp luật và hai công dân Canada phải trả giá đắt cho sự tuân thủ này. Chúng tôi tiếp tục phản đối cách đối xử với hai công dân đó. Ngoại trưởng Canada nói, trong quá trình quản thúc mạnh Văn Châu tại Vancouver, Canada đã áp dụng cả luật pháp trong nước và quốc tế để xử lý yêu cầu dẫn độ một công dân Trung Quốc. Tối cùng ngày, đại diện phái đoàn Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc cáo buộc Mỹ và Canada quản thúc mạnh Văn Châu tùy tiện và không có cơ sở pháp lý. Lưu Giang, cố vấn thuộc phái đoàn Trung Quốc cáo buộc rằng mục đích bắt giữ bà Mạnh là đánh úp các doanh nghiệp và công ty công nghệ Trung Quốc và kìm hãm tiến bộ khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Mạnh Văn Châu, 49 tuổi, bị bắt tại sân bay quốc tế Vancouver vào tháng 12, 2018. Chính ngày sau, doanh nhân Canada, Coric và cựu quan chức ngoại giao Spaver bị bắt tại Trung Quốc với cáo buộc gián điệp và đã bị giam hơn 1.000 ngày. Hành động của Bắc Kinh bị Canada cáo buộc là trả đũa và ngoại giao quan tin một đại diện của Canada sau đó phát biểu trả lời rằng mạnh văn châu đã được đối xử bằng sự độc lập tư pháp và thượng tôn pháp luật. Lưu ý, bà ấy đã phát biểu bên ngoài tòa án Vancouver. Trong khi đó, các công dân Canada bị giam tại Trung Quốc không được hưởng sự minh bạch, tôn trọng thủ tục tố tụng hoặc độc lập tư pháp tương tự. Đại diện Canada cho hay và chúng tôi sẽ tiếp tục lên tiếng phản đối việc giam giữ tùy tiện trong quan hệ bằng giao. Gần đây, một công ty ở thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã xảy ra sự cố do gì khí lò cao do chính sách cắt điện luân phiên của chính quyền. Vụ việc khiến tổng cộng 23 người phải nhập viện do ngộ độc khí. Theo trang web chính thức của mạng toàn cầu, thông tin từ ban tuyên giáo thành ủy Liêu Dương, ngày 24 tháng 9 năm 2021, công ty Đức Liêu Ninh Bành Huy đã đóng cửa hệ thống thoát khí do bị cắt điện đột ngột. Từ đó gây ra một vụ tai nạn ngộ độc khí đốt. Trong vụ tai nạn có tổng cộng 23 người đã được đưa đến bệnh viện trung ương Liêu Dương để điều trị. Tính đến ngày 27 tháng 9, hai ba người này vẫn đang được theo dõi và điều trị tại bệnh viện. Tính mạng của họ tạm thời không bị nguy hiểm. Được biết, phạm vi kinh doanh của công ty Đúc Liêu Ninh Bành Huy chủ yếu bao gồm đúc kim loại, luyện thép, luyện sắt. Doanh nghiệp này nằm ở làng Hà Nam, huyện Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh. BBC đưa tin, ngày 27 tháng 9, người dân sống tại tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm và Hắc Long Giang đã lên mạng xã hội than phiền về việc thiếu điện chạy máy sợi ấm, trong khi đèn giao thông và thang máy cũng không hoạt động theo BBC. Nguyên nhân thiếu điện là do giá than tăng dẫn tới thiếu nguồn cung vì Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào điện than. Việc Trung Quốc cắt điện trên diện rộng ở vùng Đông Bắc đang khiến các nhà máy, bệnh viện, doanh nghiệp và cuộc sống hàng ngày của người dân địa phương bị đảo lộn nghiêm trọng. Người dân sống tại các tòa nhà cao tầng phải leo hàng chục tầng cầu thang vì thang máy không hoạt động. Ở thành phố Thẩm Dương tỉnh Liêu Ninh, xe cộ di chuyển trong bóng tối trên một đường cao tốc đông đúc do đèn đường và đèn giao thông đều bị tắt. Trả lời Thời báo Bắc Kinh, nhà chức trách thành phố cho biết họ đang gặp phải tình trạng mất điện diện rộng. Thưa quý vị, bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của Huawei, đã được trả tự do và trở về Trung Quốc sau khi đạt được thỏa thuận với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để hoãn truy tố. Hôm thứ Hai 27 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Đích Tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra chỉ thị xử lý vụ bà Mạnh Vãn Châu. Ngoài ra, sau khi công chúa Huawei được trả tự do, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngay lập tức trả tự do cho hai công dân Canada, Michael Corrick và Michael Spavor, bị buộc tội gián điệp. Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, bà Hoa Xuân Ánh cho biết, Tổng bí thư Tập Cận Bình đã đưa ra những chỉ thị quan trọng. Tuy nhiên, bà không nói rõ về những gì ông Tập đã làm. Bà Hoa cũng nói rằng, hai người Canada bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giam giữ, đã được tại ngoại vì lý do sức khỏe. Bà không trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình sức khỏe của hai người Canada. Theo tập đoàn truyền hình Canada CBC, phát biểu của bà Hoa là nhằm mục đích hạ thấp mối liên hệ giữa việc hai người Canada được thả và việc bà Mạnh Văn Châu trở về Trung Quốc. Mạnh Văn Châu và công tố viên Liên bang Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận đình chỉ truy tố. Bà Mạnh Văn Châu đã thừa nhận các cáo buộc gian lận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ với bà là sự thật. Bà Mạnh thừa nhận hành vi sai trái của mình để đổi lấy việc chỉ hoãn truy tố ở Hoa Kỳ. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa tin rất nhiều về việc bà Mạnh trở lại Trung Quốc. Ngược lại, tin tức về việc thả hai người Canada chỉ được đưa tin bởi tờ Hoàn Cầu, chứ không phải các phương tiện truyền thông quốc gia như CCTV hay Tân Hoa Xã. Bộ trưởng Ngoại giao Canada Mark Arnold đã bình luận rằng các báo cáo truyền thông của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu được sử dụng để tuyên truyền trong nước. Ngoại giới cho rằng, việc bắt giữ hai người Canada là sự trả đũa của Bắc Kinh đối với vụ bà Mạnh Vạn Châu, từ đó gây áp lực lên Ottawa. Canada và các nước phương Tây khác cũng cáo buộc Bắc Kinh ngoại giao còn tin. Nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn phủ nhận mọi liên hệ giữa hai vụ bắt giữ. Hôm thứ Hai, bà Hoa vẫn khẳng định hai vụ án không liên quan đến nhau. Chia sẻ với CTV News, cựu quân chức ngoại giao Canada Colin Robertson cho biết việc thả hai công dân Canada ngay sau khi Canada thông báo thả công chúa Huawei cho thấy việc Bắc Kinh giam giữ công dân Canada thực sự là để trả đũa. Còn Sophie Richardson, giám đốc Cục Giám sát Nhân quyền Trung Quốc nói rằng điều này cho thấy giới lãnh đạo Trung Quốc luôn sẵn sàng sử dụng những người vô tội như một con bài mặc cả để đạt được những gì họ muốn ở các nước khác. Đây là một xu hướng phát triển đáng lo ngại. Mặc dù ứng tập cận bình đã đích thân ra lệnh xử lý vụ mạnh vạn châu, liệu bà mạnh có được tự do khi trở về Trung Quốc hay không, lại là một câu chuyện khác. Chuyên gia nghiên cứu Trung Quốc Yokogawa cho rằng đảng cộng sản Trung Quốc muốn bà quay trở lại không nhất thiết là để bà trở thành một nữ anh hùng. Bà mạnh có thể có những khoảnh khắc vinh quang trong vài ngày đầu tiên. Về lâu dài lại là chuyện khác. Chưa kể bà ấy đã thừa nhận những tố cáo của Mỹ là sự thật và để lại chứng cứ. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, những người bị vấy bẩn sẽ không được bỏ qua. Trong lịch sử, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã rất nỗ lực để đưa những người từ nước ngoài trở về. Không phải vì họ là anh hùng hay nhân vật quan trọng. Những người trở về Trung Quốc là những người cần bị trừng phạt và chấn chỉnh. Cuối tuần trước, Thời báo Hoàn Cầu đã dẫn lời một chuyên gia nói rằng việc Trung Quốc thả người Canada đã gỡ bỏ nút thắt trong quan hệ Trung Quốc-Canada. Nhưng Lin Nidong, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Toronto, nói rằng quan hệ song phương khó có thể tan băng ngay lập tức và sự chua chát sẽ vẫn còn. Bà nói, nhìn về phía trước, tôi không nghĩ quan hệ Canada-Trung Quốc sẽ giống như trước 1.000 ngày, trước khi hai người Canada bị giam cầm ở Trung Quốc. Quan hệ Trung Quốc-Canada về cơ bản là khác rồi. Tôi nghĩ Trung Quốc đã đánh giá thấp cái giá phải trả của trò chơi ngoại giao con tin này danh tiếng của họ đã bị tổn hại rất nhiều. Một cuộc thăm dò do Trung tâm nghiên cứu Pew thực hiện năm nay cho thấy hơn 70% người Canada có cái nhìn không tiện cảm về Trung Quốc. Đây là mức cao kỷ lục, cao hơn nhiều so với mức 45% vào năm 2018. Thưa quý vị, mục tin thế giới tối của DKN TV đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.